tiếp nối của tập trước sự xuất hiện của võ thánh đã ngăn chặn được đòn tấn công của tên lợi vô kỵ tiểu lo li hỏi hắn người trẻ tuổi người đến từ đâu lợi vô kỵ từng nghe sư phụ nói người này của thánh sơn đã lớn tuổi công lực suy giảm từ lâu không ngờ lại là bộ dạng này cầm trên tay một cái lệnh bài ghi độc chữ báo rồi hỏi võ thánh các hạ ngươi có biết vật này không cực âm lệnh tiểu lo li trầm mặt xuống hỏi không biết một vương tộc nhỏ bé của bách việt quốc ta liên quan gì đến cực âm tông lại kinh động đến cường giả như các hạ đây đến vậy người này là thiên tài hiếm có của bách việt quốc ta lòng ta có ý ngưỡng mộ tài năng vẫn mong các hạ bỏ qua cho thế thì không được ta phụng lệnh của gia sư đến để giết tần gia hôm nay tần gia nhất định phải chết ngươi cũng không muốn gia sư tự tìm đến cửa đúng không tiểu lo biết cực âm tông cực lão nhân thực lực của tên này đã không dưới tu vi của tiểu lo li mà tu vi của hắn chắc chắn xa hơn nhiều nhưng mà ta là thánh võ của một nước nếu ta lựa chọn khuất phục võ hồn lấy võ lập quốc của bách việt quốc sẽ diệt vong từ đây người trẻ tuổi chỉ dựa vào một cực âm lệnh đã muốn hoành hành ở bách việt quốc vậy thì ngươi đánh giá cao sức ảnh hưởng của cực âm tông rồi ở đại la đế quốc vẫn chưa tới lượt cực âm tông ngươi quyết định sống chết ta mặc kệ ngươi đến từ đâu hôm nay chỉ dựa vào lời nói này của ngươi thì tranh chấp khó mà tránh được cười âm hiểm hắn ta bảo ôi trời vậy thì giờ rồi nhỉ trong lòng nghĩ tuy thực lực của người này đã giảm nhưng dù sao cũng là sơ linh võ cảnh cùng lắm thì hai bên đánh hòa một khi cả hai bị thương thì trong địa bàn của đối phương, tính mạng sẽ không được bảo toàn, lợi vô kỵ lùi lại nhảy lên nóc nhà, hừ ngươi muốn đánh với ta, ta sẽ không làm theo ý ngươi đâu, ta chỉ đành gửi thư cho gia sư, ông ấy nhất định sẽ đến đây gặp ngươi, đến lúc đó, ta xem ngươi lấy gì mà bảo vệ bao che cho tần thị nữa. Nghe hắn nói như thế tiểu lo ly cũng rất lo lắng, nếu âm lão nhân đích thân đến đây, mọi việc sẽ phiền phức to, trừ khi xin trợ giúp của tông chủ quốc, cơ mà vãi trưởng thật chứ vô song đứng sau võ thánh chửi luôn làm tôi cũng toát mồ hôi người ta là linh võ đấy cha nội cực âm lệnh chó má gì chứ nếu đã có tác dụng như vậy sao các hạ lại vội vàng muốn đi chẳng lẽ cực âm tông cách ngươi chỉ có chút khí phách này thôi sao đưa ánh mắt về phía sau vô song nói lăng mộc vương âm mưu hay đấy mượn đao của cực âm tông đến giết người của tần thị ta nước đi này cũng không tệ đâu lăng mộc vương vẫn còn giả mồm đúng là ăn nói hàm hồ ngươi có chứng cứ không vô song khích tướng lăng mộc vương không có gan thừa nhận cực âm tông ngươi chẳng lẽ cũng là một đám tiểu nhân dám làm không dám nhận vậy sao tự tin lợi vô kỵ đáp trả phải thì làm sao một đám người sắp chết võ thánh đưa ánh mắt nhìn sang lăng mộc vương dằn mặt lăng mộc vương là ông dẫn sói vào nhà thật à ông ta lúc này lật bài luôn cứ coi như là ta làm vậy thì đã sao tần thị chẳng qua chỉ là một nhà sắp chết thôi dựa vào đâu mà cướp đi sự nổi trội của con trai ta dựa vào cái gì mà phân chia lãnh địa của ta vô song cao mày lại nói với ông ta theo tổ huấn của tần thị ta kẻ nào muốn tiêu diệt tần thị thì toàn lực đánh trả, dù cho bình vỡ ngọc nát, cũng không từ, vậy thì đừng trách ta muốn tận diệt cả Lăng Mộc Vương ngươi. Lăng Mộc Vương đắc ý cười nói, nhìn cho kỹ tình thế hiện giờ của tần gia ngươi đi. Bản thân còn khó giữ, còn to miệng ăn nói ngông cuồng. Mở khẩu lớn mạnh khí thế quay về phía của tên vô kỵ, lịch công tử đừng nhiều lời với bọn họ, bên này ta sẽ tính toán. Mở cờ trong bụng lợi vô kỵ tự tin, chỉ cần thế lực của Lăng Mộc Vương có thể khống chế được những người này, của phủ tần thị, thì trận chiến này, không phải là không có cơ hội rồi hắn ta mở lời mời võ thánh các hạ, địa thế ở đây không dung nạp nổi trận chiến linh võ, hay là chúng ta ra ngoài đánh đi. Bên cạnh Lăng Mộc Vương có 5 cao thủ chân võ cảnh cửu đoạn, còn có mấy tên cường giả bát đoạn, mà bên Tần thị chỉ có 3 người cửu đoạn, nếu bản thân bị Lịch Vô Kỵ dẫn đi, cục diện rất có thể bị Lăng Mộc Vương khống chế. Cơ khuôn mặt của Vô Song hiện lên, "À thế à?" Vô Song khẽ động đi lướt qua mấy người của Lăng Mộc Vương, còn để lại một loại khí tức màu tím, đám người kia thì vô cùng ngỡ ngàng. Lão giả Lăng Mộc Vương nhận ra đây là khí độc bảo đám người đừng hít thở, nhất định đừng hít vào. Thế nhưng kịp thế đếu nào được, mấy tên phế vật đều đã trúng độc hết thảm thiết, chỉ có vô song biết có làm gì cũng vô dụng thôi. Thất trùng thất hoa độc được luyện thành từ 18 loại độc, một trong tam đại trí tôn độc vật của vổ võ giới kiếp trước. Chỉ cần ở trong khói độc thì chắc chắn sẽ trúng độc, vừa phát công lực là phát tác, vẫn chưa hiểu rõ độc vật của thế giới này, cũng may đồng giao mới thu thập được, vậy mà loại độc này lại lợi hại như vậy. Lão già lăng mộc vương trúng độc mắng chửi, tần vô song, tiểu nhân đê tiện nhà ngươi. Vô song nhắc nhở ông ta, ông đừng cử động thì hơn, có thể chết chậm hơn một chút. Khí thế tỏa ra mãnh liệt nói với tên môn đồ của cực âm tông, trận chiến này, để ta chơi với ngươi. Nói ra tên tuổi, tần vô song ta sẽ không giết kẻ vô danh. Khí thế rất ư là bá đạo khiến cho lợi vô kỵ cũng đếu ngờ được, cũng có cả đại thúc đầu chọc, khí tức này chỉ xuất hiện, trên người võ thánh đại nhân và tên lịch vô kỵ kia mới có thể phát hiện. Tiểu lo ly cũng không ngờ được đây là khí tức linh võ, từ bao giờ mà tần vô song, ta mạnh ta có quyền vô song nói với tên kia, bây giờ cho mọi người xem thử ai mới là trò cười thật sự ngươi có dám ứng chiến không lợi vô kỵ cũng bắt đầu lo lắng một nước lệ thuộc vậy mà lại xuất hiện cường giả linh võ trẻ tuổi như vậy nếu không giết chết hắn từ bây giờ sau này lớn lên nhất định là phiền phức lớn dương thanh kiếm len ra oai được nhớ lấy tên của ngươi giết chết ngươi lịch vô kỵ đại đệ tử của cực âm lão nhân vô song nói với tiểu lo ly võ thánh đại nhân trận này tiếp diễn ân oán của ta và lăng mộc vương không liên quan gì đến võ thánh sơn cho dù ta thua hay thắng xin đừng ra tay. Võ Thánh đồng ý trận này sẽ chu toàn bảo vệ cả nhà tần thị an toàn. Vô song bay đi trước bảo vô kỵ theo ta ra sau núi. Tiểu lo ly cũng giao lại việc cho đại thúc đầu chọc rồi qua đó xem thử. Tần liên sơn vô cùng lo lắng, tây môn phiệt lên tiếng chấn an, tần hầu không cần phải lo lắng. Tần vương đã là cường giả linh võ, chiến đấu cùng cấp bạc có bao giờ thua đâu. May mắn ban đầu không vì tức giận nhất thời mà đối địch với tần vô song, nếu không, có lẽ vận mệnh của lăng Mộc vương cũng chính là của tây môn đại phiệt sau núi những vụ nổ liên tiếp vang lên, tên lợi vô kỵ trông còn rất chi là hưng phấn hắn ta lại bốc phét, được đấy. Lâu lắm rồi không có ai có thể làm ta bị thương. Nhưng mà rõ ràng ngươi mới bước vào tiên thiên, giao chiến với người tiên thiên lâu năm như ta, chết là cái chắc. Nếu để ngươi lớn thì không biết thế nào. Quả nhiên phải không từ giá nào để giết chết ngươi. Vô song tràn đầy tự tin, lịch vô kỵ ngươi xưng là bước vào tiên thiên nhiều năm, mà năng lực lại chỉ có thế này thôi sao? Vậy thì ngày này năm sau, chính là ngày rỗ của chính ngươi đấy. Còn nữa đây là lần đầu tiên ta đấu với linh võ, ngươi đừng có mà chết nhanh quá đấy. Lịch vô kỵ châm biếm, ngươi nói đúng, ta cũng phải từ từ giày vò ngươi đến chết. Khẽ động một chiêu thức, thân ảnh của lợi vô kỵ biến mất, hắn ta di chuyển tốc độ rất nhanh xung quanh để lại rất nhiều tàn ảnh. Thế nhưng hắn quá khinh thường chủ tịch giả nghèo rồi, ngũ quan lục cảm thứ có thể cảm nhận không chỉ có mắt, lịch vô kỵ định dùng chiêu thức tấn công, từ phía sau lưng của tần vô song đang đứng yên, vô song cảm nhận được là phía sau, nhưng không đúng, là phía trước dùng một chiêu đánh lại thằng đờ bron roi kia hắn ta không thể ngờ mê xương của hắn khiến cho trung linh võ cảnh cũng khó đối phó vậy mà lại vô dụng với vô song bây giờ hắn quyết định dùng đến thanh kiếm dài khoảng 20 cm nhân vài lần rút kiếm lên đầy màu mè và bốc phét là thời gian trò chơi kết thúc uy lực của chiêu này cũng thật mạnh trong mê xương còn mang theo cả tia sét mình là hm kagori truyện tranh hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất tập 46 đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi